Sau loạt ồn ào, Hồ Văn Cường nhận tin vui lớn, khán giả nô nức gửi lời chúc mừng. Cách đây ít giờ, trang fanpage của người hâm mộ Hồ Văn Cường đăng tải thành tích mới của Hồ Văn Cường trên YouTube. Cụ thể clip Hotline Đừng Nói Xa Nhau chính thức cán mốc 1 triệu view. Sau 10 ngày đăng tải và lọt top trending, Đừng Nói Xa Nhau chính thức cán mốc 1 triệu view sau 10 ngày đăng tải và hiện tại vẫn đang nằm trong top trending. Một tràng pháo tay cho bạn Cường và cho FC Xanh Đậm Chuối nào cả nhà ơi, người hâm mộ vui mừng chia sẻ. Dưới bài đăng, người hâm mộ gửi lời chúc mừng và vô cùng hạnh phúc khi Hồ Văn Cường ngày càng trưởng thành và có nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp. Chúc mừng chàng trai Hồ Văn Cường, em quá tuyệt vời. Chúc mừng chàng trai triệu view, chúc mừng gia đình Xanh Chuối. Tuyệt quá Hồ Văn Cường con ơi, ra bài nào bài ấy triệu view. Chúc mừng con, chỉ biết ủng hộ bằng cách nghe nhạc của con mỗi ngày. Mỗi lần nhắc tới Hồ Văn Cường, ai cũng sẽ nhớ tới cậu bé nông thôn, da đen, nhỏ nhắn, mộc mạc với chiếc áo sơ mi trắng và lần đầu tiên lên thành phố thi hát. Nội danh khi đoạt quán quân tại cuộc thi thần tượng âm nhạc nhí vào năm 2016. Đến hiện tại, sau những ồn ào đời tư, nam ca sĩ ngày càng trở lại nghệ thuật mạnh mẽ và được nhiều người yêu mến. Không chỉ về ngoại hình, con đường sự nghiệp của Hồ Văn Cường cũng có sự phát triển vượt bậc. Bên cạnh việc chăm chỉ chạy show, Hồ Văn Cường cũng có sự giúp đỡ rất lớn từ phía tiền bối trong nền tảng mạng xã hội. Có thể nói, để đạt được sự thành công như hôm nay, Hồ Văn Cường cũng phải trải qua nhiều khó khăn và biến cố không đáng có trong cuộc sống, thậm chí có thời gian bị khán giả quay lưng. Giờ đây, công chúng có thể yên tâm khi thấy được sự nỗ lực của nam ca sĩ trong nghệ thuật và hy vọng trong tương lai anh có thể ra mắt những sản phẩm thành công vang dội.